Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Di Động và mình là Phan Trung đây. Mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt chiếc Nokia 5.1 Plus, nhân vật chính của chúng ta trong video một tuần với ngày hôm nay. Có lẽ các bạn đang tự đặt câu hỏi tại sao một tuần với không phải là anh Cáo làm mà là Phan Trung làm. Thì mình là một fan lâu năm của thương hiệu Nokia, do đó mình tự tin rằng sẽ chia sẻ với các bạn một cái đánh giá khách quan nhất về smartphone của Nokia trong năm 2018 như thế nào. Đầu tiên chúng ta hãy nói một chút về thiết kế của Nokia 5.1 Plus nhé. Nếu bạn nào đã từng biết đến Nokia 6.1 Plus trước đây thì Nokia 5.1 Plus dường như không có sự thay đổi nào cả. Cả hai đều như là Thúy Kiều và Thúy Vân, mỗi người một vẻ 10 phần vẹn 10. Như đã chia sẻ ở trên thì Nokia 5.1 Plus có ngoại hình giống với Nokia 6.1 Plus. Máy đi theo xu hướng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đó chính là màn hình tràn cảnh nè. Phần tay thỏ rộng và diện tích màn hình so với mặt trước khá là cao. Nokia 5.1 Plus được hoàn thiện từ kính tác lên vẻ ngoài bóng bẩy cao cấp và cảm giác cầm nắm cũng dễ chịu, nhưng có nhược điểm là dễ bám mồ hôi và dấu vân tay, chảy xước nếu bạn không giữ gìn cẩn thận. Vì thế sử dụng một chiếc ốp lưng silicon để bảo vệ máy là một việc làm rất là cần thiết. Mình sẽ lướt qua rất là nhanh về các góc cạnh của máy nhé. Khi nhìn ở mặt lưng, chúng ta sẽ thấy có một hệ thống camera kép sau xếp theo chiều dọc đi kèm với đèn flash LED chợ sáng, và phía dưới là cảm biến vân tay. Vị trí cảm biến vân tay này hơi thấp nên các bạn sẽ cần làm quen với điều này. Di chuyển về mặt trước thì phần trên của máy sẽ tích hợp chắc cắm tai nghe và mic thoại. Ở phần đáy máy thì chúng ta sử dụng cổng kết nối USB Type-C và loa ngoài. Khá đáng khen vì Nokia 5.1 Plus đã sử dụng cổng kết nối USB Type-C, vì hầu hết các smartphone giá rẻ và tầm trung hiện nay vẫn chỉ sử dụng cổng kết nối micro USB cũ. Ngoài ra thì máy còn được hỗ trợ khay SIM Line, tức là các bạn có thể sử dụng cả hai SIM cùng một lúc hoặc một SIM và một thẻ nhớ để mở rộng lưu trữ. Nói về phần màn hình hiển thị thì máy sử dụng màn hình kích thước 5.8 inch trên tấm nền IPS LCD. Với vì màn hình được làm công 2.5D, màn hình có độ sáng cao, nhìn ngoài trời thoải mái, cho góc nhìn rộng. Tuy nhiên điểm trừ là chỉ có độ phân giải HD Plus mà thôi. Nhược điểm của màn hình HD Plus chắc các bạn cũng đã biết là không thể sắc nét như màn hình Full HD rồi. Nếu Nokia mạnh dạn trang bị màn hình Full HD trên chiếc máy này thì mình cũng mạnh dạn tuyên bố 5.1 Plus là màn hình đẹp nhất hiện nay trong phân khúc. Ngoài thiết kế đẹp và chắc chắn thì Nokia 5.1 Plus còn được trang bị cấu hình khá là mạnh. Trong khi phiên bản Nokia 6.1 Plus được sử dụng vi xử lý Snapdragon 636, thì phiên bản 5.1 Plus lại được trang bị vi xử lý MediaTek Helio B60 được sản xuất trên tiến trình 12nm, với giá cả phải chăng nhưng có hiệu suất gần với Snapdragon 660 của Qualcomm. Hơn nữa, Nokia 5.1 Plus còn được đi kèm với 3GB RAM và bộ nhớ trong 32GB, có thể mở rộng lên đến 400GB. Thử nghiệm cho thấy thì Nokia 5.1 Plus xử lý các bộ thông thường một cách dễ dàng, không có dấu hiệu giật lag. Với một số tựa game đòi hỏi một cái cấu hình khủng như là Modern Combat 5 thì Nokia 5.1 Plus hơi đuối một chút. Còn nhẹ nhàng như là PUBG hay là Liên Quân thì mình thử ở đây không có khó khăn gì cả. Nokia 5.1 Plus còn sở hữu lợi thế là Android One, luôn luôn được cập nhật đầu tiên và luôn ở trạng thái nguyên bản nhất. Nếu so với cùng cấu hình thì chiếc máy chạy Android One sẽ luôn có hiệu năng ổn định hơn, chắc chắn là như vậy. Nãy giờ thì các bạn cũng đã có xem vài đoạn video mình quay trực tiếp bằng Nokia 5.1 Plus rồi, không quá khác biệt so với 6.1 Plus trước đây. Với phần cứng khá tốt, camera kép 10-30MP và 50MP ở phía sau, camera selfie 8MP có thể thoải mái chụp ảnh với chiếc máy này, từ selfie nè, chụp đêm nè, chụp xóa phông và cả trước sau cùng lúc với cái tính năng Body. Sở hữu viên pin 3060mAh giống như trên Nokia 5.1 Plus. Ở nhu cầu sử dụng khá là cao, chụp ảnh khá nhiều như mình thì Nokia 5.1 Plus hoàn toàn có thể đáp ứng trong một ngày dài. Với các tác vụ như là nhắn tin, Facebook, Zalo, lướt web và khi chơi game thì máy cũng chỉ ấm nhẹ ở phần camera mà thôi. Và cuối cùng sẽ là phần trao điểm của Nokia 5.1 Plus. Đó là điểm số của mình. Còn theo các bạn, Nokia 5.1 Plus đáng giá bao nhiêu điểm? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Di Động để ủng hộ tụi mình nha. Bye bye.